Dạ con đừng có ơi. Trời đất ơi, tía nói con làm sao? Ông có cái đam mê ca hát gì hết á, về quê tía lấy vợ, tía lấy vợ cho con mà sao con đi hoài vậy? Hả? Về quê lấy vợ cho hả tía? Phải. Trời ơi. Tía ơi, con tía chưa sợ cho tía đi con lấy vợ vậy. Con nghe tới vợ là con ớn ốc quá trời con đất kia tía. Tao không phải nghe ông Lê Tứ cũng nói vậy đâu. Thế hả? Cái bài gì nghe nghe mà tao nói ông đi. Đáng ở vậy thôi chứ giờ sợ lắm. Chứ con ở Bình Dương con có mấy ông anh. Nghe tới vợ anh con sợ nữa. Nhất là ông Hậu nè. Con chạy ông tâm sự nãy giờ con sợ gần chết. Trời ơi. Chị có tía con em con lấy vợ luôn á. Trời ơi, đây sao cái xứ gì mà ai cũng sợ lấy vợ hết trơn hết trời à. Không phải, không phải sợ lấy vợ. Mà sợ vợ tía ơi. À, tức là lúc chưa lấy thì thế vợ lắm. Mà lấy rồi về mới sợ vợ đúng không? Dạ. Mày nói sợ vợ là sống đâu. Để vợ lên đầu xin bất tử cho con. Còn mày thì sao? Chớ còn thân trai như con thì vô bên dầu bầu. Vậy đó hả? Tia đã đuổi con nên dốc nền thành. Nói rồi ơi, ba mươi mấy năm đầu đi mưu mang quảng trưởng. Chưa một ngày con đơn tàn. Vậy mà kêu lấy cái. Trời ơi, nhưng mà tí ơi, mai mốt con đem thân đi làm rễ nha. Chặt cả con đời, con trao trọn cho người ta. Trời tia ngủ đơn khi mong xế tuổi già. Nhưng lúc tía buồn, tay mua hồi tía nhậu. Trời đất ơi, ba cái gì? Nhậu nhẹt đó, thiên tâm. Ta qua ta kêu cái cô Hà Nữ gì đó, chứ cái cô khả ái giống khả thi. Ta qua cho tía nhậu là được rồi. Trời ơi, nhưng mà ở nhà thì con có một mình con là con trai yêu nhậu luôn. Nghe tía nói là con đây lớn lên lấy vợ, gái lớn lên khả nhậu. Đó là chuyện ở đời nãy trong cõi nhân sinh. Thì lòng tới đây vừa thương vừa lo.
cho nên tía biết cay đắng trăm bề nhậu khó lắm nghe không con. Nếu mà bay có nhậu nhiều để má vợ này ta thì mấy gì cứ chờ mà nghe lời chỉ xuôi của tía. Đi đứng đàng hoàng nói năng cho lịch sự kẻo chỉ xuôi coi tía vẫn ra gì. Coi như đó tía chẳng rồi đó. Tía chẳng chịu cho bác ngoan ngoãn nghe lời nghe con. Dạ. Để bác vốn là chết tía luôn à. Dạ.